Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp với những dấu ấn quan trọng. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2035. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vừa có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về nét mới của đại hội, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này cũng như chương trình hành động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa bà, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công rực rỡ. Vậy thì xin bà cho biết là những cái nét mới của đại hội kỳ này và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này như nào? Những nét mới của đại hội được thể hiện trên các phương diện. Thứ nhất là các văn kiện trình đại hội thì cũng được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản và có nhiều đổi mới quan trọng về mặt nội dung và phương pháp. Mỗi đại biểu chính thức của đại hội thì cũng được cung cấp một máy tính bảng đã cài đặt sẵn ứng dụng đại hội, trong đó có các tài liệu chính thức của đại hội để sử dụng. Và các cái thông báo của ban tổ chức đại hội cũng được gửi đến các đại biểu kịp thời thông qua cái ứng dụng này. Và đây là kỳ đại hội đầu tiên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không sử dụng giấy tờ mà sử dụng máy tính bảng thay vì tài liệu giấy. Thứ hai nữa là hình thức thảo luận, trao đổi thông tin cũng được đổi mới trong kỳ đại hội lần này. Thì bên cạnh 62 tham luận dạng bài viết và video clip được tập hợp thành kỷ yếu thì trong đó có 18 tham luận và 10 clip được trình bày trong các cái phiên toàn thể. Thì đại hội đã tổ chức 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề là: thứ nhất là xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, thứ hai là phụ nữ trong nền kinh tế số, thứ ba là vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, thứ tư là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thứ năm là xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Đối với đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái, chúng ta thì cũng đã phân công đại biểu tham gia 5 trung tâm thảo luận này. Và với cái cách làm như thế này thì đại biểu có cơ hội được thảo luận, tham luận theo các cái chủ đề mà mình quan tâm và được tiếp cận với nhiều chủ đề khác nhau, phù hợp với lĩnh vực công việc. Đồng thời thì cũng có nhiều thời gian để trao đổi, bàn luận về những nội dung, những cái giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các cái phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Thứ ba, đó là trong khuôn khổ đại hội thì đã có nhiều hoạt động diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả như là khai mạc triển lãm, tổng kết đợt thi đua đặc biệt, phát động nhắn tin ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phát động trồng cây phụ nữ vun trồng tương lai. Thứ tư là đại hội đã thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của phong trào phụ nữ cũng như là công tác hội trong giai đoạn mới. Thì trong đó có hai điểm mới căn bản. Đó là thứ nhất là công nhận bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có tầm ảnh hưởng, có đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và hoạt động hội. Và điểm mới thứ hai đó là thành lập Ủy ban kiểm tra các cấp hội nhằm nâng cao vị trí, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, phát huy sức mạnh và vai trò của đội ngũ ủy viên ban chấp hành các cấp hội. Thì việc thành lập và vận hành hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp thì sẽ theo hướng là kiêm nhiệm và sẽ không phát sinh biên chế và cũng không có bộ máy chuyên trách độc lập. Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2027, thì Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 8 chỉ tiêu cơ bản và phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và hai khâu đột phá là đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, và khâu đột phá thứ hai là tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Về ba nhiệm vụ trọng tâm, đại hội đã xác định đó là hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Thứ hai là tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Và nhiệm vụ thứ ba là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Hội cũng sẽ thí điểm triển khai một số mô hình hoạt động mới như là các hình thức thu hút tập hợp phụ nữ trên không gian mạng, rồi phát hành thẻ hội viên thông minh, tổ chức giải thưởng Nguyễn Thị Định dành cho cán bộ hội xuất sắc. Để cụ thể hóa và đưa nghị quyết của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 vào trong thực tiễn, vậy thì Hội Phụ nữ tỉnh sẽ có những cái kế hoạch cũng như giải pháp trọng tâm gì ạ? Để nghị quyết của đại hội được triển khai đi vào thực tiễn của cuộc sống thì trước hết ngay sau đại hội, Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội nhanh chóng thông tin, tuyên truyền kết quả đại hội tới cán bộ, hội viên, phụ nữ
Trong năm 2022 thì sẽ tổ chức các lớp tập huấn triển khai nghị quyết, điều lệ, hướng dẫn thực hiện điều lệ hội khóa mới. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương hội, đồng thời căn cứ vào nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, thì Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội phù hợp với thực tế tại địa phương, chỉ đạo các cấp hội vận động cán bộ hội viên phụ nữ thi đua thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu, phong trào thi đua, cuộc vận động và hai khâu đột phá cũng như là ba nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi này ạ.